Rồi Trường xin chào bà cô bác anh chị em và các bạn ha. Thì tiếp tục luôn. Hôm nay Trường vẫn vô chỗ ngọn sông Cái Bé trong miền Kiên Giang ha. Cái sông này nói chung tháng nước này là Trường bào hết luôn rồi đó. Đây thì anh Liên đánh câu bên đó kìa, Trường bên đây. Anh Liên đánh ngồi đây nè. Đó, ông ngồi đó ông quăng lên cái hướng trên này. Còn mình thì mình quăng cái dưới đây. Rồi, Trường tiếp tục câu cánh tê tê ha. Đây này mình trộn ghim luôn nha, mình câu không thử luôn coi thế nào. Rồi tiếp tục câu nha bốn cả nhà. Cái bên luôn bự nữa kìa. Nó. Cháu ghẻ không vậy rút luôn đi coi. Cá bự nó vừa lên đó cả nhà, mà cá này nó rút này cái chưa hết hồn. Mới rút nè, mới rút dây đó. Rồi, Trường về lại cái chỗ này nha cả nhà. Đây. Gì vậy? Mới con cá ăn hay gì vậy? Giật dây ông nội. Phải đồ nha. Đút cái lụm luôn cái cự chết luôn á, mới con câu đó. Ôi nào không dưới này, em ăn thẳng qua luôn không dưới này. Ừ, ăn luôn cả. Nè 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 nè. Rút dây lên, rút lên luôn, rút lên luôn. Rút lên, rút lên, rút lên nữa. Rồi dính này. Rồi dính này, dính này. Dính này, dính này.
rồi. Rồi không dính rồi. Chúng ngay lỗ rồi nó ăn chứ. Đó. Ghê chưa? Nghe đùng lắm không? Ụp nó xích xích đắng kìa. Nó mới ra nước luôn kìa. Thôi, đây mình có hy vọng về cá ăn đi, cá bự cá nhỏ gì kệ nó. Còn không? Còn. Dính lại cá nhỏ rồi. Trời cá con mày. Vô cũ rồi nè. Móc vô tay áo rồi kìa. Thế à. Ôi gô bự nữa nè. Gô mày khủng cả nhà ơi coi nè, trời nè. Nhà gì mà câu cá cha mà sao gặp gì không dữ ta. Em có nhớ có dãy rồi đó nha. Dạo này cá cha còn nữa đâu mà câu. Ê, ăn hết kìa. Còn không? Mấy gút này nè cả nhà. Gút phát nữa coi. Ôi ôi ôi. Hồi hộp. Bỏ luôn rồi. Mới gút cái sao bỏ luôn rồi kìa. Ôi. Cái gì vậy? Làm vậy cá là làm vậy? Làm vậy. Cá nó quậy gì không đó. Nhổng phao kìa. Trời ơi cái gô con. Lúc này là Trường đi câu 2-1 nha cả nhà. Trường vừa câu cá cha, vừa thả câu cá gô luôn. Chứ câu cá cha neo không là cá nó không ăn gì hết trơn á. Lượm cái gô bự coi. Lượm cái gô bự coi. Ôi, nó thấy chưa? Gô bự. biết lắm mà. Đây. Trời ơi, mới ụt cái đó bự nữa kìa cả nhà. Kìa. Lên thấy không? Nọc cái chân đó nữa kìa. Ngay chỗ mồi thả không đó. Để ăn hết cả. Lúc hao luôn coi. Dì ghẻ hả? Đó. Hy vọng cô bự rồi. Lúc phao lên con gô mày bự luôn cái cho đã nè. Đừng phao cặp bự. Trời ơi, cũng được. Ê. Lúc này Trường làm video giải trí nha cả nhà, Trường câu tá lả nha, chứ không nhất thiết là câu cá cha nữa rồi đó. Đó, bãi ngon đẹp ghê chưa. Đó, ngồi dưới vỏ nó phải dưới luôn kìa. Đó, quan đại đây luôn quá. Ở đây mình ngay cái tiệm sửa máy á,
mình cũng trú mưa được, đang mưa lâm râm kìa. Đúng đằng rồi đó nha. Này chắc bị dướng lục bình rồi. Cho vô quá rồi. Dính rồi, cá nhỏ rồi. Trời ơi, nó chốt luôn á nhà ơi. Chán thế trời. Con nó ăn nó sừng luôn cái rồi. Tôi tự chăng nhát luôn. Nói chung là đi câu cá cha mà có được thấy mặt con cá cha kiểu này là Trường thấy vui rồi. Và bự nhỏ gì thì cứ mặc kệ đi, miễn có dính rồi đó là niềm vui. Đó, Trường dẹp cừng, Trường nghỉ rồi, anh lên anh về bãi này anh còn neo đánh đêm tới đêm luôn nè. Trường thì Trường nghỉ rồi, cho anh ở anh neo anh đánh gì anh đánh đi. Ông mới nói lại đây ông thả mà cá nó ghẻ ăn rồi kìa. Nó nhịp nhịp kìa. Nó đóng đi, dính này lên đây. Dính này, nó lần lôi ra đó, đóng đi. Nặng không? Dính này. Cá chốt nè nghe. Ê, ôi, trời ơi. Ê, con này cũng bự rồi. Con này bự hơn con em dính nãy rồi. Trắng tươi ha. Rồi con nhớt ngày hôm nay rồi, niềm vui rồi. Đó, vậy là nay không buồn nha. Con nhớt là không buồn nha.